Nghi vấn Hải Tú gửi mail tỏ tình với Sơn Tùng M-TP, xin lỗi vì đã tỏ tình khi anh đang yêu người khác. Những ngày vừa qua, thông tin liên quan tới Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú trở thành câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý. Mọi sự chỉ trích của netizen đều đổ dồn vào Sơn Tùng M-TP và Hải Tú. Nhiều người cho rằng Hải Tú chính là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của giọng ca người Thái Bình và Thiều Bảo Trâm. Sơn Tùng đã xuất hiện 2 lần sau ồn ào, Thiều Bảo Trâm cũng đã chia sẻ những bức ảnh mới nhất trên trang cá nhân của mình thì Hải Tú vẫn lựa chọn im lặng. Rất nhiều các hội nhóm anti Hải Tú mọc lên như nấm. Cả 3 người trong cuộc vẫn chưa có một lời giải thích nào dành cho ồn ào này. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, một người quen của cặp đôi Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng đã lên tiếng về câu chuyện lùm xùm của cả hai thời gian gần đây. Dưới bài băng, người này còn cho rằng sẽ chiều theo ý của cộng đồng mạng khi liên tục đòi bằng chứng Sơn Tùng cắm sừng Thiều Bảo Trâm, kèm theo đó là đoạn email tỏ tình với nội dung mùi mẫn được cho là của Hải Tú gửi sếp khiến dân tình xôn xao. Nguồn tin đăng tải cho biết đây chỉ là một phần nhỏ trong email dài 4-5 trang anh nắm trong tay. Người này còn khẳng định Thiều Bảo Trâm đã nhờ bạn bè xóa đi nhưng những hình ảnh này vẫn được chụp lại và netizen truyền tay nhau với mức độ chóng mặt. Theo chủ tài khoản chia sẻ, Hải Tú được cho là đã gửi một email tỏ tình dài dằng dặc cho Sơn Tùng. Trong nội dung bức thư, cô không chỉ thổ lộ cảm xúc của mình mà còn khẳng định Sơn Tùng là người đặc biệt nhất trong cuộc đời. Gặp được anh và được anh dạy bảo, quan tâm là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Và em chỉ biết rằng nếu có cơ hội, em thật sự muốn được làm người dành cho anh tất cả những gì anh xứng đáng nhận được. Em chỉ cần anh thật sự hạnh phúc và bình yên khi ở bên em mà thôi. Như vậy là đủ. Người này trải lòng xưng hô em, chủ tịch. Đối tượng trong bức thư khẳng định muốn tỏ tình dù biết nửa kia đã có bạn gái. Thư bên cạnh đó, cô cũng cảm ơn những sự giúp đỡ của sếp và công ty cho bản thân mình. Cuối thư, người được cho là Hải Tú còn gửi gắm lời xin lỗi vì đã tỏ tình với anh khi anh đang yêu người khác. Hiện tại, những thông tin được cho là bằng chứng của vụ việc Sơn Tùng, Hải Tú liên tục được tung ra nhưng chưa có tính xác minh khiến dân tình không khỏi xôn xao, bàn tán. Nhiều dân mạng cho rằng rất có thể đoạn mail là một sản phẩm của Photoshop. Có thể nói, những hành vi bịa đặt, loan truyền tin giả trên mạng xã hội nhằm vu oan cho người khác vốn không còn là điều xa lạ. Các hành vi này cũng có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc.